Còn trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ứng dụng của hệ phương trình bậc nhất ba ẩn trong môn sinh học. Với ví dụ đầu tiên, trong một trang trại sản xuất gà giống, việc lựa chọn tỷ lệ giữa giống gà trống và gà mái rất quan trọng. Nếu như quá nhiều gà trống thì không hiệu quả kinh tế, còn nếu ít gà trống thì ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất gà giống. Người ta nghiên cứu được rằng tỷ lệ giữa gà trống và gà mái đẻ để sản xuất gà giống hiệu quả nhất là 1 chia 10,5. Vậy bây giờ một đàn gà trưởng thành có tổng là 3.000 con, trong đó tỷ lệ giữa gà trống gà mái là 5 chia 3, thì cần chuyển bao nhiêu gà trống cho mục đích nuôi lấy thịt để đạt được hiệu quả cao nhất? Tức là quá nhiều gà trống thì không hiệu quả kinh tế, nên người ta nghĩ ra việc chuyển gà trống sang mục đích nuôi lấy thịt để vừa có hiệu quả kinh tế, vừa đảm bảo được sản xuất gà giống. Như vậy, yêu cầu của bài toán này là tính số gà trống chuyển qua mục đích nuôi lấy thịt vậy thì ta cần phải biết được số lượng gà trống ban đầu là bao nhiêu số lượng gà trống để sản xuất gà giống là bao nhiêu thì hiệu của chúng chính là số lượng gà trống chuyển qua mục đích nuôi lấy thịt do đó thầy sẽ có ẩn thứ nhất chính là số lượng gà trống ban đầu này thì tương ứng có y là số lượng gà mái ban đầu bây giờ chuyển qua nuôi lấy thịt là z con thì ta sẽ có 3 ẩn x y z. Vậy thì bài toán này thầy vẫn nhằm mục đích lập được một hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn. Trong đó 3 ẩn x y z thầy vừa xác định cho các bạn rồi. Nhiệm vụ của các bạn là tìm cho thầy điều kiện của các ẩn x y z là gì? x y z là số lượng gà thì tất nhiên đó phải là các số tự nhiên rồi. Vậy thì ta có điều kiện x y z thuộc vào tập số tự nhiên N và gà trống trong đàn ấy thì tất nhiên phải nhiều hơn số lượng gà chuyển sang mục đích nuôi lấy thịt, do đó x phải có điều kiện lớn hơn z. Các bạn sẽ chú ý hai điều kiện này nhé. Rồi bây giờ chúng ta đã có ba ẩn là x y z như thế này. Thì các bạn sẽ xác định cho thầy ba phương trình ràng buộc x y z để ta lập một hệ ba phương trình bậc nhất ẩn. Thì lần lượt ta sẽ khai thác các dữ kiện đề bài. Thứ nhất là đàn gà có 3.000 con Tức là x cộng y sẽ là 3.000 Trong đàn thì có gà trống gà mái Vậy thì tổng của chúng sẽ là 3.000 nhé Trong đó tỷ lệ giữa gà trống và gà mái là 5 chia 3 Ta sẽ có phương trình thứ hai Gà trống gà mái tức là x chia cho y sẽ bằng 5 chia 3 Còn phương trình thứ ba thì ta sẽ quan tâm tới dữ kiện này tỷ lệ giữa gà trống và gà mái để sản xuất gà giống hiệu quả nhất là 1 chia 10,5. Số lượng gà trống để sản xuất gà giống chính xác sẽ là tổng số gà ban đầu trừ đi số gà nuôi lấy thịt là Z. Như vậy x trừ Z chia cho Y sẽ bằng 1 chia 10,5. Vậy là ta đã có 3 phương trình ràng buộc giữa x, y và z. Trong đó phương trình thứ hai chính là x phần y bằng 5 phần 3 ta có thể viết lại thành 3x 5y bằng 0 như thế này. Tức là thầy sẽ chuyển hết x, y, z sang về trái, còn lại thầy chuyển sang về bên, bên phải. Thì phương trình thứ ba Chính xác, tỷ lệ thức thứ ba sẽ trở thành x trừ z trên y bằng 1 chia 10,5. Chính là 10,5 nhân x trừ z. Ở đây thầy sẽ phân tích thành 10,5x 10,5z trừ đi y bằng 0. Vậy là ta đã thu được ba phương trình bậc nhất ba ẩn để tạo thành một hệ. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là giải hệ phương trình trên thì ta sẽ tìm được x, y, z, trong đó z chính là số liệu mà đề bài yêu cầu. Các bạn có thể sử dụng máy tính cầm tay, nhưng ở đây thầy quan sát được phương trình thứ nhất và phương trình thứ hai thì đều chỉ có các ẩn là x và y. Nếu như thầy nhân cả hai vế của phương trình thứ nhất với 3 rồi trừ đi phương trình thứ hai theo từng vế tương ứng thì ta sẽ thu được trừ 8y bằng trừ 9000. Phương trình thứ hai thầy vẫn giữ nguyên, phương trình thứ ba thầy cũng giữ nguyên. Thì phương trình đầu tiên đã cho ta kết quả là 1125. Thế xuống phương trình thứ hai các bạn sẽ tìm được x. x sẽ bằng 1875. Và tiếp tục thấy y và x xuống phương trình thứ ba ta sẽ tính được Z bằng 1768. Kết quả ở đây là một kết quả sấp xỉ. Bởi vì chúng ta đã xác định ngay từ đầu, X, Y, Z phải là các số tự nhiên. Cho nên các bạn sẽ làm tròn tới chữ số hàng đơn vị nhé. Ta có kết quả 1768, thì Z đã nhỏ hơn X, thỏa mãn điều kiện ban đầu của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ có kết luận, cần chuyển 1768 con gà trống cho mục đích nuôi lấy thịt thì sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục thầy sẽ có ví dụ thứ hai cũng là một nội dung của sinh học. Một khu rừng ngập mặn có diện tích 1 hecta với tạo ước lượng sinh khối trên mặt đất của rừng là 87,2 tấn trên 1 hecta và đếm được trong các ô tiêu chuẩn là 100m2 sẽ có tổng số 161 cây. Trong đó, số cây bần bằng 15% tổng số cây sú vẹt và cây nước khối lượng trung bình của một cây bần thì là 10 kg, cây nước là 5 kg và cây sú vẹt là 1 kg yêu cầu tính sinh khối của từng loài trên một hecta rừng. Thì ở đây chúng ta có một số thuật ngữ ở trong môn sinh học thứ nhất là rừng ngập mặn là nơi tiếp giáp giữa đất liền và biển phổ biến ở trong rừng ngập mặn là các cây chịu mặn, hải sản, chim nước và chim di cư trong đó bài toán của chúng ta đề cập tới các cây chịu mặn đó là cây nước đây là hình ảnh của cây nước, các bạn có thể thấy bộ rễ rất đặc trưng của loài cây này. Cây bần và đây là hình ảnh cây sú vẹt. Vậy bây giờ quay trở lại bài toán tính sinh khối của từng loài trên một hecta rừng thì trong sách sinh học lớp 12 ta có khái niệm sinh khối là tổng trọng lượng của sinh vật sống trong sinh quyển hoặc ở trong bài toán này là số lượng sinh vật sống trên một đơn vị diện tích ví dụ đề bài cho 87,2 tấn trên một hecta là sinh khối của khu rừng này. Tức là trên 1 hecta sẽ có 87,2 tấn sinh vật sinh sống. Vậy để tính sinh khối của từng loài trên 1 hecta rừng thì phải xác định được khối lượng của từng loại cây, tức là khối lượng của cây bần, cây đước, cây sú vẹt trên 1 hecta rừng là bao nhiêu. Vậy trước khi ứng dụng hệ phương trình vào trong bài toán này, ta phải xác định được các ẩn mà ta lựa chọn sẽ là gì đã. Giả thiết cho ta 100 mét vuông thì có 161 cây, tức là người ta quy về các ô tiêu chuẩn có diện tích 100 mét vuông. Từ đó có thể suy ra được trên 1 hecta có bao nhiêu cây hay không, thì điều này là hoàn toàn đơn giản. Ta sẽ áp dụng tính chất của tỷ lệ thức. Nếu như biết số cây của mỗi loại nhân với khối lượng là 10, năm và 1 kg đề bài đã cho, thì ta sẽ tính được khối lượng của từng loài trên 1 hecta rừng. Do đó để tính sinh khối, thầy sẽ chọn ẩn là số lượng cây. Lần lượt x, y, z là số cây bần, cây nước và cây sú vẹn trong một hecta rừng nói trên. Và ta sẽ có điều kiện là x, y, z thuộc vào tập số tự nhiên n. Từ giả thiết 100m2 có 161 cây, các bạn sẽ tìm cho thầy 1 hecta có bao nhiêu cây nhé. Nhưng trước đó ta sẽ phải đổi 1 hecta ra mét vuông đã. 1 hecta thì bằng 10.000 10 mét vuông, và do khối lượng trung bình thì tính theo đơn vị kg nên thầy cũng sẽ đổ luôn 87,2 tấn thành 87.200 kg. Từ đây chúng ta sẽ tính ra được trên 10.000 m2 tổng số cây sẽ là các bạn sẽ nhân chéo nhé, lấy 161 nhân với 10.000 và ta chia cho 100 thì kết quả là 16.100 cây. Do đó, x cộng y cộng z sẽ là tổng số cây bằng 16.100 số cây bần thì là x sẽ bằng 15% tổng số cây xú vẹt và cây đước là y cộng z ta sẽ có phương trình x bằng 15 phần 100 y cộng z nhân cả hai vế với 20 ta sẽ có 20x bằng 3y cộng 3z hay thể chuyển vế thành 20x 3y 3z bằng 0 vậy là ta đã có hai phương trình dữ kiện còn lại của chúng ta liên quan tới khối lượng trung bình của mỗi cây biết là mỗi cây bần nặng 10 kg. Vậy thì trên 1 hecta ta sẽ có 10 nhân x, x kg cây bần. Tương tự như vậy, 5 nhân y và 1 nhân z kg cây nước và cây sú vẹt mà tổng khối lượng trên 1 hecta đề bài đã cho là 87,2 tấn. Tức là 10 nhân x cộng 5 nhân y cộng z chính là tổng khối lượng của ba loại cây sẽ bằng 87.200 Vậy là các bạn đã xác định được ba phương trình. Sử dụng máy tính cầm tay các bạn sẽ tìm cho thầy x, y, z tức là nghiệm của hệ phương trình trên là gì nhé. Chính xác x sẽ bằng 2100, y là 13050 và z là 950. Nhưng đó mới là số lượng cây thôi. Từ số lượng cây này, phải nhân với khối lượng trung bình của mỗi loài thì ta mới có khối lượng để tính sinh khối. Trong đó, sinh khối của cây bần thì các bạn phải tính được tổng khối lượng cây bần trên 1 hecta 100 cây, mỗi cây nặng 10 cân, ta sẽ làm phép nhân. Kết quả là 21.000 kg và đổi sang tấn là 21 tấn, tương tự như vậy với cây sú vẹt và cây đước. Chính xác cây đước là 65,25 tấn trên 1 hecta còn cây sú vẹt là 0,95 tấn trên 1 hectare.